Chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì vẫn là mình đây. Ngày hôm nay thì lúc hồi trưa mình hôm qua mình mệt quá nên là mình không có làm được clip. Nên là bây giờ sau khi ngủ tới tận 12 giờ trưa thì mình mới bắt đầu dậy và bắt tay luôn làm clip luôn cho anh em cái để chiều anh em còn xem. Và đây rồi. Mình khu vực nhảy của mình hôm nay sẽ là Zohok. Và một lúc nãy thì mình có thấy hai thanh niên bay dù ở bên trên. Cùng qua nhặt súng được súng rồi. Bây giờ qua để tìm nó mà giết thôi. Đâu rồi, hello baby. À hôm nay thì mình đi sẽ đi solo squad nha. Ờ à, thể thức TPP với cái link yến gì. Tiệt là hài hò đó mà. Được mỗi cây VDS vãi trưởng. Đây này, vừa nó nhảy ở ngay bên này thôi. Hello baby. Mình nghĩ nó ở bên đầu bên kia. Á đủ con chủ. Đây rồi. Hello. Hello anh gì ơi? Anh dài ơi. Hello bác tài. Thôi xong rồi. Các bác tài chuẩn bị bị bẻ tay rồi. Á đủ. Lại có tiếng. Thôi mình. Ui, công bom luôn. Ui giời ơi. Vào nhà. Vào nhà không xin phép hả cưng? Cưng đi chết đi chứ còn gì nữa. Rón ra rón rén. Như kiểu là bẹn lẽn như con gái mới về nhà chồng vậy. Còn một thanh niên nữa anh em ạ. Lấp ở sau cái tường. Lại mình thấy rồi. Lấp làm gì? Ra đây. Rón rén. Không biết mình đây. Rón rén này. Trời ạ. Mắt để đi đâu vậy? Ui rồi ôi, hai thanh niên này mắt trợn ngược lên anh em ạ. Mình ra mình còn trêu như thế mà còn không thấy. Quá buồn cho hai thanh niên. Ok, mình sẽ lút nhanh và đi tìm. Đi ra khu khác nha anh em. Ok. Mình luận phải nói là lãy giờ rồi mà không có một chỗ nào có người nên là mình quyết định là sẽ ra chặn cầu. Bởi vì cái bo này nó đây anh nhìn chưa? Bo này là nó trong cầu. Đây rồi. Ô. Mình nhìn thấy cái gì đó bên đầu cầu. Đúng. Ô, đúng mẹ rồi. Có xe. Ý. Ui chắc không biết mình đâu. À, dừng rồi anh em ơi. Dừng rồi. Chắc là ngửi thấy mùi gì đó không được thơm rồi. Hello anh trai. Ý anh đừng ngó kìa. Ý ngó làm sao được. Xe mình cất kỹ lắm. Biết làm sao được. A à, hi hi. Chết rồi. Anh em thấy không? Cái lúc ở Zohok mình nhặt được có 30/42 viên đạn. Bây giờ vẫn còn nguyên luôn. Cái đoạn kia nó vừa dài quá nên là mình có bắt cắt bớt đi. Tại vì là cái đoạn này toàn chạy xe không có thể. À quyết định quá. Ui đằng sau có xe kìa. Quyết định qua này. Đạt này. À. Đây bạn, đây bạn chắc bạn đó. Qua đi. Này đi qua này. Rồi hay quá, thêm một thanh niên nữa. Chết rồi. Ui, một thanh niên nhảy xuống. Đủ 4. Thôi xong rồi. Chết tôi rồi. Bây giờ mình tưởng có một thằng để mình lên mình giết để mình còn lấy đồ. Ui, bây giờ hết đạn rồi. Thôi. Bốc đất ăn vã rồi anh em ạ. Có tiếng. Thôi xong hết đạn. Thằng bạn nó đẩy phải rồi. Được rồi thôi. Khô máu luôn. Ui trời ơi. Ui, viên đạn cuối cùng. Hòa quá anh em ạ. Viên đạn cuối cùng giết nó. Đấy rồi, đồ của tao đây. Đưa đồ đây. Ui, hai thằng kìa. Ui, thôi xong rồi. Thôi, cố. Ui, thôi. Anh ơi, anh. Thôi. Ui, trời ơi, anh trời. Ui, anh chị ơi. Anh ơi. Bác gì ơi. Ui, có cái định mệnh. 4 phát, không có viên đạn nào. Cuộc sống. Vãi thật. Anh gì ơi. Anh có nghe thấy em nói gì không? Em đéo có đạn đâu. Mình phải quăng sầm mốc để
xuống dưới này nhặt ít đạn chứ không đứng đây cũng chết. Nói chung là bây giờ thì kiểu gì cũng chết. Nên là mình quyết định, một quyết định rất là sáng suốt là chạy xuống đây. Có smoke mà, quăng smoke nhặt đạn thôi. Bây giờ không trên không này, mình thề với các bạn luôn. Mấy cái ô thanh niên kia, ô mình tưởng được cứu nhở. À ừ nhờ mình ăn mạng rồi này. Mình đảm bảo với các bạn luôn, quả đấy mình có đạn thì thôi. Bố thanh niên này dắt nhau thăng thiên lâu lắm rồi đấy, chứ không để bây giờ đâu. Ủa, thằng này cũng có xe. À nhặt được AK rồi. Xe đỗ ở bên trên à, hay là chạy qua nhỉ? Hello anh gì ơi, bác gì ơi, bác tài đi đâu vậy? Ủa nó đâu vậy ta? Ủa thế còn một thằng bên dưới thì nó không cứu bạn thì nó chạy đi đâu? Vô lý, quá vô lý. Nó ở đâu được ta? Chạy vào trong này à? Ô đồng đội kiểu gì vậy? Đồng đội như quần què, như quần đùi vậy. Thiệt là khốn nạn. Cái đồng đội thiệt là khốn nạn đó mà. Tại sao? Không có cứu. Mà rõ ràng cái lúc cái lúc mà mình xuống mình đấm cái thằng kia đấy, thì mình thấy bạn nó đang ngồi cứu mà. Bây giờ lại không thấy nhở. Mình chỉ được ăn mạng. Vô lý. Hư cấu. Phi. Ui có xe. Thôi xong. Ui đồng cái đông thế. Đông. Tham sao. Ui. Nào. Hello. Ba cháu. Còn một cháu nữa. Bọn có bọn ở hòn đá. À ha. Đây. À cái thằng này đây này. Một cháu. Bay đầu chứ không. Đây còn một thằng ở sau cái chỗ xe mình đứng này thôi. Ba. À lộc cộc cả. Hello. Hello baby. Hello baby. Mình hợp nhau đến như vậy thế không phải là yêu. Yo, à chạy à? Chạy à? Ui công lên cái đầu gấu lắm. Đầu gấu lắm à. Ui không, ui gần nổ rồi. Ui không được rồi. Xạ quá rồi. Trời ơi, bốn thanh niên công lên. Ui anh ơi. Ui anh gì ơi. Ui anh ơi. Ui định mệnh anh ơi. Thay em anh ơi. Ui em được. Ui trời ơi. Chúng rồi bắn nhau đi. Ui đấy này. Ui trời ơi. Các anh ơi. Các bố ơi. Ui ôi con tim của em bé bỏng. Trời ạ. Định mệnh. Còn phơm luôn cái mạng này. Ôi thơm. Ai da, thơm ngon, thiệt là cơm ngon, thiệt là thơm ngon đó mấy anh hai. Trời ạ, trong một tích tắc thùm nó đông vãi trưởng, vãi linh hồn, đúng là cây cầu, gọi là tiền tỷ đây. Cây cầu này đắt nhất hôm nay rồi. Ui, có cái thính kìa, ngon thế. Vậy là trong hòn đá lại có một thằng, đây rồi. À, hai thằng này sẽ là hai cái thằng mà mình bắn đầu tiên. Ồ, còn nhoi ra. Sau đó là hai thằng này chạy vào đây. Và thằng của thanh niên đi cái tem đi xe này bị mình giết thì chạy lên đồi. Và sau khi mình đang lút đồ thì có một team nó đứng đằng sau nó phi tới. Mày quá. Đít mình chát bê tông anh em ạ. À. Chứ không là thôi rồi đấy. À. Úi giời ơi. Sấy cứ gọi là mù mắt. Sấy cứ gọi là mù mắt. Úi giời ơi. Úi giời ơi. Hợp lý. Hợp lý. Sấy cứ phải gọi là đỉnh cao. Uầy. XAKM X6 sấy. Bay màu cuộc sống. Phê. Và bây giờ là liên hoan rồi. Úi mà bốn này. Mình xin. Cầm M40AK đi nhở. Tí sấy cho nó căng anh em ạ. Bây giờ tự nhiên đang từ một cái thằng gọi là khố rách áo ôm, nghèo rớt mùng tơi rơi nước mắt. Còn đúng có 30/40 xong rồi bắn nhau thì còn 0/0. Bây giờ thì một người ta đã nói rồi. À gì gọi là gì nhỉ? À cái gì mà nghèo giàu gì nhỉ? Mà ui thằng này ăn thính, có cờ rô ra. Thôi mình lấy M24 đi. Cái gì mà
khổ, cái gì nghèo trước, cái gì khổ, à cái gì giàu nhỉ? Ủa, quyển mở nó rồi anh em ạ, à. Định mệnh không nhớ, tóm lại là mình giàu trong tích tắc anh em ạ, à. Như kiểu vừa lấy chúng một cái kho tàng báu, à kho, một gọi là kho báu quá là lớn, quá giàu. Bây giờ thì M4X6, M24X8, ủa combo thần thánh, cứ gọi là phê. Mình sẽ đứng đây để xem là, à bên này có tiếng bắn, thằng ở bên trên đồi kia, thằng cuối cùng định mệnh, cái thằng giàu nhất thì nó lại chạy, nó cầm ốp chứ. Anh em nghe tiếng ốp nó bắn không? Nó cầm ốp, nó chạy lên trên đồi, nó đứng. Mình qua ra đây mình bú nhẹ cái thính, kiếm đồ, ốp, ốp này, ui không có ốp rồi. MK, thôi không chơi, xem anh này có gì. Số gì đây, con số gì đây? Thành như là trên đầu cái có ốp và bắn nhau với một tem ở trong nhà, mình nghĩ là như vậy. Đây, xe cháy của nó đấy. Đấy, vẫn dã nhau kìa. Rồi, thanh niên cầm ốp đã cho headshot một thanh niên. Confirm luôn mạng rồi. Quá kinh. Kèm trong nhà đâu. Mình sẽ đứng đây để xem còn người chạy qua bo không. Cái cầu này mình nghĩ là vẫn đắt giá lắm đấy. Mình ở trong vai bác bảo vệ. À, có thằng chạy. Chạy gì này? Ui, bạn ơi. Đâu? Ui rồi ôi. Chạy làm sao được. Mình xin nhá. Mình xin nhá. Ui, thế mà trượt này. Trượt này, ui, lại trượt. Ấu dĩa. Xin. Ô, cái gì vậy? Đùa nhau à? Ui, ui mày quá, viên đạn cuối cùng thì cứ confirm được. À. À. Võng này, ui. Ủa, té máu kìa. Ơ. À. À. Thanh niên trên đồi bắn té máu. Kỳ cũng công vượng công vinh. Lắc như kiểu là chưa được lắc, bao giờ được lắc vậy. 9 mạng rồi. Ui, chặn cái cầu quả đỉnh cao vờ lờ. Nó cứ phải gọi là phong thủy vãi đái. Bây giờ thì có một thanh niên ở đây này. Và ở trên đồi thanh niên cầm ốp. Ước gì mình được cầm cây ốp nhỉ. Cái ốp trong tay mà đứng bảy thì thôi. Quên đi, gọi là quên số nhà luôn. Uầy, cái cầu này chắc là mình nghĩ không có người rồi, hết rồi. Bo đóng mà nó cũng không vào này. Có nên chạy không ta? Bên này thì chắc không có người rồi. Nếu có người thì nó bắn mình thấy mẹ luôn rồi. Mình nghĩ là như vậy. Nghĩ là chuẩn, chứ còn gì nữa. Hello. Uầy, vẫn giết người căng thế nhở. Nào, có anh trai nào chạy bo thì nhanh chóng nào. Mình nói thật với các bạn luôn. Nhanh chóng chúng ta dàn xếp xong. Có phải là xa ra ngoài chơi ván mới. Nó có phải hợp lý không? Ui, làm sao mà phải khổ thế. Lấp nhiều làm cái gì. Thôi mình té thôi anh em ạ. Mình sẽ chạy qua cái đầu. Ồ, cái gì đây? Có cái gì đây? Ui, rồi ôi. Mình lại bảo anh em như này. anh em biết vì sao mình nhìn thấy nó ở đấy không? À, tại vì nhá, mình khuyên anh em, lời khuyên này dành cho anh em là, à, cái gì đấy? Cái gì đấy? Ủa, lại tia máu này? Cái gì đây? Thôi, bỏ đã, chạy vào đây đã. À, anh em biết tại sao mình nhìn thấy không? Mặc dù nằm trên cỏ, tại vì là cái con game này ấy. Không biết là nó đang lỗi hay là đang là hay là đang có cái lỗi gì hay là cái quần què gì thì mình cũng không biết. Nhưng nếu mà mấy thanh niên này mà nằm ở trên đồi và mình đứng ở cách xa đó khoảng tầm 100 mét là mình nhìn thấy nó. Có nghĩa là mình nhìn thấy nó nằm như kiểu là nó nằm lộ thiên luôn đấy. Đấy, nhìn chưa? Anh em thấy nó nằm cỏ này không? Mà rõ ràng là mình thấy chả có, mình zoom lên mình chả thấy cái gì luôn. Đấy, nên là mình á, à, ui, lại còn quăng sờ mốc bình hợp bậc thang cơ. Uầy, chuyên nghiệp đấy, có tí gọi là thẩm mỹ đấy. Mình ra gốc cây này. Ê, hai anh trai. Luồn đứng hai nào. Hai nào một viên. Thôi xong. Xong bạn rồi.
bạn chạy làm hao được. Này, bây giờ thì này thì bạn chạy này. Chạy đi. Chạy này, hai biên. Ui đau chưa? Ui đau, đau thấy mệt này thì chạy này. Đó. Nên là ấy, anh em đừng nên nằm sớm nha. Không nên nằm sớm. Là đối phương nhiều anh em lại đếch biết gì. Ui lầm đấy bảo ui sao nó nhìn thấy tao nó bắn. Đó, nó bị lag đó. Trượt ơi ấy 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 úi úi áo úi ấy ấy bắn gì đây? À smoke ở trên này à. Mình phải săn như này á, à, chạy à. Xin rồi. Á à, nằm ạ. À. Ui, lag đồi rồi. Mình nhìn thấy đèn lag đồi rồi. Mình thì lag đồi này, một viên. Làm đấy, làm đấy. Đấy ui cái cây tre. Ui, không được không được, trúng mỗi viên thôi anh em ạ. Ui, bo rồi. Té rồi, mình phải sang luôn chỗ hai thanh niên này. Bây giờ cái chỗ đẹp nhất là bên hai thanh niên này. Tại vì bên kia đang bắn nhau, mình sang đây mình giết. À đâu, bên này chỉ có một thằng thôi chứ nhỉ. Mình vừa giết một thằng rồi, bây giờ thì mình tìm nốt. Hello. À, lầm ngay đằng sau mình. À, đây lại còn bé nữa này. Ý. Đây đây này, dừng đây, dừng đây, dừng đây, dừng đây. Ui. Ôi, 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 ôi. Anh đi ơi, anh đi ơi, anh đi ơi, ui. anh á trên bụi, ui, ui chúng mỗi viên rồi anh em ạ, ấy à quăng bom à, à chúng làm sao được, lưu lưu bất tài, lưu bất tài, lấy đi cho. Lại ui lô con bom, lô con bom, ui anh gì ơi, ui trời ơi, hello bác tài. À lấp nhô này cho bạn quả sớm mốc chết. À đang cứu khó thế nhở bạn, tại vì nó ở bên trên, mình ở bên dưới cái đồi này này, nên là mình đẩy lên là mình không nhìn thấy. À ngó à bác tài, nên là mình không nhìn thấy nó. Kể như mình ở trên thì thôi, hai thanh niên này ra đi rồi. Phách một quả smoke anh em ạ. Này, tặng bạn thêm bọn trọng smoke này. Quả bom in dấu 50 tỷ IQ này, 50 tỷ thì không chết. À, quăng nhầm chỗ rồi bạn ơi. I'm here. Này, tặng bạn quả nữa này. Vẫn nằm trong smoke này. Nằm trong hang đá thò chim ra ngoài. Úi, gì đây? Ủa đâu vậy? Vô lý. Ui, lầm bên dưới. Ủa chết rồi, bo tới rồi. Té rồi. Lầm bên dưới khó quá anh em ơi. Ui, anh ơi. Ui. Trời ơi. Lầm bên dưới khó quá. Cái góc của mình đen. Quá đen cho bác tài. Ui, 2001 đam. Ok. À, mình cũng có một cái clip coi như là khá là ngon lành dành anh em nha. Hẹn anh em những clip tiếp theo. Bye bye. Subscribe vào YouTube ấy, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe.